Hello, xin chào cả nhà, Mita đây. Hôm nay Mita giới thiệu với cả nhà một cách để thuần hóa kefir dừa tại nhà. Các bạn biết không là kefir nó là gì vậy? Kefir là một cái hệ vi sinh vật, cộng sinh với nhau. Nó bao gồm có những nhóm vi sinh vật chịu nhiệt nè, rồi nó bao gồm có cả những nhóm vi sinh vật lactic nè, rồi nó có cả nấm men nữa. Nó cộng sinh lại với nhau trong một cái môi trường nước dừa và có chất béo, ở đây là chất béo từ dừa, cho nên nó mới tạo ra một cái hệ vi sinh vật rất là đặc biệt, người ta gọi là kefir dừa, cực kỳ tốt cho sức khỏe của các bạn, là gọi là một nhóm kefir tốt nhất cho sức khỏe đấy. Đó, mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu, mình để ở đây nhưng các bạn nó hơi nhìn khó nhìn thấy, các bạn có thể nhìn thấy vậy cho nó dễ, đúng không? Đó. Như vậy là cái màu đỏ đó là vi sinh vật chịu nhiệt, cái màu xanh ở đây là những cái nhóm vi sinh vật lactic mà cái cơ thể của bạn cần và cái hệ tiêu hóa của bạn cần, và nấm men. Nấm men nó có ở đâu? Nấm men nó có sẵn ở bên trong dừa của bạn, trong nước dừa của bạn. Còn những cái dòng vi sinh vật này bạn cần phải tìm, và bạn phải tìm từ như là từ giấm táo, có con giống, hay là từ một cái hũ sữa chua bất kỳ ở bên ngoài thị trường. Nếu mà họ chưa qua tiệt trùng thì bạn vẫn thu được cái dòng, những cái dòng này. Tuy nhiên là trong quá trình lên men chấm thì bạn vẫn có thể thu được nhóm lactic, nhưng mà những cái nhóm lactic mà chúng ta quan tâm nhất đó chính là acidophilus. Cái nhóm này nó rất là đặc biệt, nó có trong phân su của trẻ con ấy. Đó. Vậy thì mình quay lại vấn đề là kefir, nó là một hệ vi sinh vật cộng sinh với nhau trong môi trường, có đầy đủ dinh dưỡng, có đường, có chất béo ha, gồm có những vi sinh vật lactic, vi sinh vật chịu nhiệt và cả nấm men. Đó. Chúng sinh trưởng trong cái điều kiện nhiệt độ là từ khoảng 20 cho đến 30 độ C, tốt nhất là khoảng 25 độ C là rất là tốt rồi. Đó, rồi chúng sẽ lên men tạo ra những cái sản phẩm. Các sản phẩm thu được từ cái quá trình lên men kefir này thì có khí ga, các bạn, có cồn, khoảng từ 1/10.000 cho đến 2% nồng độ cồn bên trong các sản phẩm lên men. Nó tùy những cái dòng vi sinh vật, tùy những cái nhóm vi sinh vật mà các bạn thu gom được ban đầu thì các bạn sẽ thấy có cồn, có vị chua, bởi vì nó có dòng axit lactic cho nên là nó sinh ra axit lactic, có vị chua, và có rất là nhiều enzyme, nó giúp cho cơ thể của bạn nó phân cách các chất bên trong, các chất mà bạn ăn vào, và cũng như là giúp giải quyết những cái vấn đề chuyển hóa bên trong cơ thể của các bạn. Đó. Về phần dinh dưỡng thì cực kỳ tuyệt vời, bạn khỏi phải lo rồi, cực kỳ tuyệt vời. Nói gì nữa nhỉ, sản phẩm này được bảo quản bao lâu? Sản phẩm này bạn có thể bảo quản trong tủ mát dưới 30 ngày là ok, không có vấn đề gì hết. Đó. Rồi trong quá trình lên men thì bạn có thể sử dụng khoảng từ 2 đến 10% giống, mình ghi đây 2 đến 3%, nhưng bạn có thể sử dụng lên men để cho cái thời gian lên men ngắn lại thì bạn có thể sử dụng nhiều hơn, tùy bạn vậy. Và cái thời gian lên men có thể là vài tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng hoặc là vài ngày, tùy bạn, tùy điều kiện của bạn. Nhưng mà đối với sữa chua từ 4 đến 6 tiếng là khá là ok, muốn chua hơn thì qua một đêm. Mà đối với gọi là kefir nước dừa hay mình gọi là một dạng bia dừa vậy đó, thì bạn cần khoảng 1 ngày cho đến 2 ngày để bạn có một cái hàm lượng nó cao hơn và có mùi thơm nó tốt hơn. Đó, đó là những gì mình chia sẻ về kefir. Nhưng mà khi bạn mua những cái dòng kefir ở bên ngoài thị trường nó mắc lắm. Ví dụ như ở đây Mita mua một cái gói cho một lần sử dụng kefir thì người ta bán gói khô á, là một gói nhỏ xíu như vậy là nó khoảng mấy trăm tệ lận, tương đối là mắc, đúng không? Nhưng nên hôm nay mình chia sẻ với cả nhà một cách mà cả nhà có thể thuần hóa kefir dừa tại nhà. Thì nguyên liệu để chuẩn bị cho cái món đó chính là nước dừa. Đây là nước dừa thôi. Nước dừa này là 100g nước dừa mà ta chuẩn bị. Và dừa già, các bạn chú ý là dừa già, bởi vì sao? Bởi vì dừa già nó mới có dầu nhiều, nó mới có dầu nhiều. Bạn nghiền nát cái dừa già này ra, có thể bạn mua ở bên ngoài, ở Việt Nam mình người ta bán sẵn cái việc mà đã bào sẵn ra để về làm nước cốt dừa gì đấy, đúng không? Đó là dừa già. Và các bạn sẽ có một ít con giống. Con giống này như Mita đã đề cập, các bạn có thể sử dụng bất kỳ nguồn con giống nào từ bất kỳ loại sữa chua ở bên ngoài đều có thể được cả. Chưa qua tiệt trùng thì đều có chứa này, Streptococcus nè, bạn đều có chứa những nhóm lactic này cả, nên bạn khá là yên tâm. Nếu mà bạn làm mà nó không thành công, có nghĩa là sữa chua của bạn đã tiệt trùng và bạn sẽ chọn một cái dòng sữa chua khác nhé. Và tỷ lệ công thức làm như thế này: 100g nước dừa, bạn cho 10g giống, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây để cho các bạn làm nó nhanh. 10g giống đó. Bạn cho khoảng 30 đến 50g cơm dừa khô, mình cho khoảng 3 muỗng như thế này là khoảng 30g các bạn ạ. Đó, ok. Và thế này thôi các bạn. Đây là cách các bạn thuần hóa kefir dừa, là bắt đầu từ một cái nguồn lactic thông thường ở bên ngoài thị trường, kết hợp với nước dừa và với dừa già, kết hợp với nước dừa và dừa già. Bạn có thể sử dụng nhiều nguồn lactic khác từ giấm táo hay cái gì bạn thêm vào đều khá là ok, nhưng mà đây là cách cơ bản nhất, để bạn làm điều đó. Rồi, bạn để như thế này khoảng 1 tuần thì ban đầu từ cái màu trắng như thế này nó sẽ chuyển sang màu vàng kem các bạn ạ, màu vàng kem. Và tất cả những cái dừa của bạn ở bên dưới lặng này nó sẽ nổi lên trên, và cái lớp vàng kem đầy ở phía bên trên đó chính là kefir dừa của bạn đấy. Và bạn sử dụng đó làm con giống cho các sản phẩm lên men tiếp theo, như là dao ua dừa như mình đã hướng dẫn nè, hay là bia dừa, hay là gọi là kefir nước dừa đó, mình gọi là bia dừa cũng đã lắm. Mình chia sẻ với các bạn cái lọ này, đây là bia dừa. Các bạn nhìn thấy màu sắc nó cũng khác đúng không? Đó, cái màu sắc này là vàng kem nhưng đây là màu trắng hơi đục. Đó là xong quá trình lên men thì nó chuyển màu là như vậy, đó. Mình chúc các bạn thành công và chúc các bạn có thể thuần hóa được giống kefir dừa tại nhà, và để duy trì cái việc mà ăn uống lành mạnh và sống khỏe mạnh, và sử dụng những cái nguồn kefir dừa này cho tất cả những cái sản phẩm lên men tiếp theo, từ như là dao ô dừa nè, như là bia dừa nè, vân vân. Nhớ sử dụng đi nhé, rất là bổ, rất là khỏe ha. Cắt ngang ở đây một chút xíu, mình chia sẻ với các bạn làm sao có thể các bạn có thể kiểm soát là bạn nạp kefir nước dừa vào bên trong, hay gọi là bia dừa đấy, và bạn nạp cái yogurt dừa vào bên trong cơ thể của bạn quá nhiều. Nó quá nhiều thì nó có khả năng dẫn đến bị táo bón. Nếu bạn có vấn đề xảy ra tương tự như vậy thì bạn sẽ làm giảm xuống là xíu là nó khá ok ha. Đó, chút xíu thì thôi vậy. Cảm ơn các bạn, bye bye. Chúc các bạn thành công nha, bye bye.